Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc đã kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về đội tuyển U22 Việt Nam. Báo chí của cả hai nước cũng đã tốn khá nhiều giấy mực để viết về trận đấu này. Đa số là dành những lời khen cho đội U22 Việt Nam và bày tỏ sự đáng tiếc cho U22 Trung Quốc. Nhưng nếu nhìn rộng ra thì ẩn đằng sau thất bại đó có một thứ khiến cho Trung Quốc phải phát thẹn nếu như nhìn vào bóng đá Việt Nam. Sở hữu học viện bóng đá lớn nhất thế giới, song Trung Quốc lại thiếu tài năng trẻ một cách trầm trọng và căn bệnh kinh niên ấy đã khiến những quan chức bóng đá nước này phải thực sự đau đầu. Theo một số cơ quan truyền thông như China Daily Asia hay Tân Hoa Xã, đội tuyển quốc gia Trung Quốc vừa công bố danh sách 24 cầu thủ được chốt để chuẩn bị cho trận mở màn vòng loại World Cup khu vực châu Á 2022 gặp đội tuyển Maldives vào ngày mai, mùng 10 tháng 9. Đáng chú ý là trong danh sách này là sự có mặt của cầu thủ nhập tịch tiền đạo Ekeson, gốc Brazil của câu lạc bộ Gangju Evergrande. Trường hợp của Ekeson đặc biệt ở chỗ đây chính là cầu thủ đầu tiên không mang dòng máu Trung Quốc nhưng lại được triệu tập lên đội tuyển quốc gia nước này. Tất nhiên đây là quyết định gây tranh cãi và nó cũng đang là ví dụ điển hình để chứng minh rằng bóng đá Trung Quốc đang khan hiếm tài năng như thế nào. Ở Trung Quốc, học viện bóng đá của câu lạc bộ Gangju Evergrande được coi là học viện lớn nhất thế giới nếu xét về quy mô cơ sở vật chất. Học viện này bao gồm tới 50 sân vận động và hơn 2.500 học viên. Học viện Gangju Evergrande có diện tích là 300 hecta và tiêu tốn số tiền là 130 triệu bảng. Tất nhiên việc học viện này đầu tư rất nhiều tiền của để hoàn thiện cơ sở vật chất, để đẩy mạnh đào tạo trẻ nhằm hướng tới mục tiêu cuối cùng giúp cho bóng đá Trung Quốc có thể gặt hái thành công ở vòng chung kết World Cup, giấc mơ rất lớn của ngành thể thao quốc gia đông dân nhất thế giới này. Ngoài hệ thống cơ sở vật chất, Gangju Evergrande còn chơi lớn khi thuê hẳn 24 huấn luyện viên Tây Ban Nha từ Real Madrid theo thỏa thuận với đội bóng chủ sân Bernabeu. Học viện này còn chuyên nghiệp tới mức là thuê cả một số đầu bếp đến từ Tân Cương để chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt cho các học viên theo đạo Hồi. Theo một lãnh đạo của học viện này thì mục tiêu mà học viện hướng đến là trong khoảng 4 năm tới bóng đá Trung Quốc có thể đạt tới vị trí top đầu châu Á và sau đó là khoảng 20 đến 30 năm nữa Trung Quốc sẽ là một trong những cường quốc hàng đầu bóng đá thế giới. Năm 2015, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã hợp tác với La Liga của Tây Ban Nha để bắt tay xây dựng khu liên hợp thể thao chất lượng cao ở ngoại ô của thủ đô Madrid. Theo kế hoạch, hàng năm Trung Quốc sẽ đưa nhiều tài năng trẻ xuất sắc lứa U15 và U18 sang đây đào tạo với hy vọng là đưa bóng đá Trung Quốc giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026. Trước trung tâm ở Madrid thì Liên đoàn bóng đá Trung Quốc cũng đã xây một trung tâm huấn luyện tương tự ở Cộng hòa Séc từ 4 năm trước rồi. Thế nhưng thực tế những gì đang diễn ra có vẻ đi ngược lại so với sự phát biểu của lãnh đạo bóng đá Trung Quốc kể trên. Bởi sẽ không nhiều người hâm mộ ở Trung Quốc có thể kỳ vọng rằng trong 4 năm tới bóng đá nước này có thể trở thành thế lực hàng đầu châu Á, có thể cạnh tranh sòng phẳng với những nền bóng đá hùng mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc hay là Iran. Trên thực tế, kể từ sau World Cup 2002, Trung Quốc đã vắng bóng ở 4 kỳ World Cup liên tiếp. Trong đội hình hiện tại ở đội tuyển quốc gia, chỉ có duy nhất một trường hợp của Wu Lei là được đánh giá là giàu triển vọng nhất khi mà anh đang thi đấu tại Tây Ban Nha trong màu áo của Espanyol. Trong khi đó, những cái tên còn lại đều không được đánh giá quá cao. Đó cũng là lý do mà huấn luyện viên Marcelo Lippi cách đây không lâu đã phải ngao ngán thốt lên rằng nếu được, Trung Quốc sẽ nhập tịch cả Ronaldo lẫn Messi. Hẳn là người hâm mộ vẫn chưa thể quên scandal đình đám của bóng đá Trung Quốc hồi năm 2018. Do quá thất vọng với màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Marcelo Lippi, rất nhiều cổ động viên bóng đá Trung Quốc đã lên tiếng yêu cầu giải tán đội tuyển quốc gia này. Đây là hệ quả tất yếu khi bóng đá Trung Quốc ngày càng có dấu hiệu tụt hậu so với tầm châu Á và điều đó khiến cho người hâm mộ cảm thấy phẫn nộ. Mới đây, việc đội tuyển quốc gia Trung Quốc phải triệu tập cầu thủ mang dòng máu Brazil là Ekeson thi đấu ở vòng loại World Cup là điều đã tạo ra những tranh cãi gay gắt. Song có lẽ là Liên đoàn bóng đá Trung Quốc không còn sự lựa chọn nào tốt hơn. Hôm qua mùng 8 tháng 9, dù không có lực lượng mạnh nhất, song việc U22 Trung Quốc để thua tâm phục khẩu phục trước U22 Việt Nam ngay trên sân nhà cũng phần nào cho thấy bóng đá Trung Quốc đang thiếu hụt tài năng.
Kết quả đó phần nào cho thấy mục tiêu vươn lên top đầu châu lục của bóng đá Trung Quốc trong tương lai gần khả năng cao là sẽ bất khả thi. Có vẻ như truyền thông Trung Quốc hoàn toàn có lý khi mà nhận định rằng trong 2 năm qua, bóng đá Trung Quốc nhạt nhòa dưới cái bóng của Việt Nam, thế lực đang vươn lên thực sự mạnh mẽ ở đấu trường châu lục dưới tầm ảnh hưởng của huấn luyện viên Park Hang-seo với rất nhiều tài năng trẻ đang trưởng thành cực kỳ mạnh mẽ. Ở trận giao hữu quốc tế đầu tiên trong hành trình chuẩn bị cho SEA Games 30, thì đội tuyển U22 Việt Nam cũng đã có được chiến thắng dễ dàng 2-0 trước U22 Trung Quốc. Đây được xem là bước đệm về tinh thần khá tốt cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo với mục tiêu săn vàng vào cuối năm nay tại Philippines. Điều đáng nói ở đây chính là việc huấn luyện viên Park Hang-seo đang có trong tay lực lượng tối ưu nhất cho mục tiêu lớn nhất của bóng đá Việt Nam năm 2019. Bởi gần như không có sự chênh lệch quá cao về trình độ giữa đội hình chính thức và dự bị. Chia sẻ với truyền thông của Việt Nam thì huấn luyện viên Phạm Minh Đức cũng cho rằng thực sự là đội hình U22 Việt Nam đánh bại Trung Quốc là mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Những cầu thủ được kỳ vọng như Việt Hưng, Tiến Linh, Tấn Tài hay là Hoàng Đức đều đã thể hiện được đẳng cấp và khả năng của mình. Theo tôi thì lứa cầu thủ này nếu có sự bổ sung của Quang Hải, Văn Hậu và Đình Trọng thì hoàn toàn đủ khả năng vô địch SEA Games. Vấn đề quan trọng là huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tính toán làm sao để toàn đội đạt được điểm rơi phong độ đúng khi đó. Thử hỏi rằng là U22 Trung Quốc quá yếu và kém như thế này thì các cầu thủ U22 Việt Nam học hỏi được gì? Họ yếu trong tất cả từ chất lượng cầu thủ đến chiến thuật. Huấn luyện viên Good Hiddink vẫn chưa xây dựng được lối chơi nào cụ thể cho U22 Trung Quốc. Phía trước ông ấy sẽ rất khó khăn. Đấu giao hữu với những đối thủ như thế này thì chúng ta nên biết mình đang ở đâu. Điều gì còn chưa hoàn thiện để khắc phục, cần giữ đôi chân của mình ở trên mặt đất. Thực sự là chiến thắng 2-0 cũng không có ý nghĩa gì nhiều về mặt chuyên môn hay bản lĩnh để các cầu thủ có thể học tập. Huấn luyện viên Phạm Minh Đức cũng nhắc nhở các cầu thủ cần tránh tự mãn. Tôi chưa bao giờ được đối đầu ngược lại với thầy của mình trong vai trò thuyền trưởng nên không biết cảm giác ra sao. Nhưng những hành động cúi đầu của huấn luyện viên Park Hang-seo trước Good Hiddink cho thấy là ông ấy dành sự tôn trọng rất lớn cho huấn luyện viên người Hà Lan. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã hành động rất đúng mực và tôi nghĩ ông ấy sẽ còn thành công hơn nữa cùng với bóng đá Việt Nam, ít nhất là trong vài năm tới. Trái ngược với những ý kiến của truyền thông cũng như là đa số người hâm mộ thì sau khi trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc kết thúc với kết quả không lấy gì làm vui vẻ cho đội tuyển U22 Trung Quốc thì tiền đạo của U22 nước này lại tỏ ra rất bình tĩnh và tự tin khi trả lời phỏng vấn sau trận. Chúng tôi đã thua họ ở trận này, đối thủ của chúng tôi là một đội bóng mạnh, họ triển khai lối đá đầy khó chịu và hiệu quả. Nhưng nên nhớ rằng đây chỉ là một trận giao hữu và tất cả những gì các bạn thấy đều chỉ là những thứ thử nghiệm của U22 Trung Quốc mà thôi. Chúng tôi còn rất nhiều cầu thủ tốt và nếu đây là một trận thi đấu chính thức, tất nhiên sẽ không dễ để U22 Việt Nam giành chiến thắng như vậy. Bên cạnh đó, tiền đạo này còn trấn an người hâm mộ sau màn thể hiện thất vọng vừa qua của U22 Trung Quốc. Là thực sự chúng tôi đang có phong độ không tốt. Hòa Triều Tiên và thua Việt Nam là những kết quả nằm ngoài những tính toán của U22 Trung Quốc. Chúng tôi muốn có một trận thắng để giúp cho các cầu thủ có phong độ tốt trước khi bước vào những giải đấu lớn. Tuy vậy, như tôi đã nói, tất cả những con người có mặt ở trên sân ở hai trận đấu này vẫn là đang là những sự thử nghiệm của huấn luyện viên Good Hiddink. Thua trận nhưng chúng tôi tin rằng là sẽ trở lại mạnh mẽ hơn ở trong tương lai. Bản thân huấn luyện viên Park Hang-seo của đội tuyển U22 Việt Nam cũng có những phát biểu khá khiêm tốn khi cho rằng là đối thủ chưa có lực lượng mạnh nhất. Tỷ số của trận đấu ngày hôm nay chưa nói lên được điều gì đâu, bởi tôi biết là Trung Quốc vắng khá nhiều cầu thủ, đặc biệt là những cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài. Ngoài ra Trung Quốc vẫn còn lực lượng cầu thủ tài năng nhưng chưa được sử dụng, cộng thêm việc được dẫn dắt bởi huấn luyện viên giàu kinh nghiệm nên hoàn toàn có thể chờ đợi vào một kết quả thi đấu tốt tại vòng chung kết U23 châu Á sắp tới. Trên thực tế thì ngoài sự vắng mặt của cầu thủ đang thuộc biên chế của câu lạc bộ Real Calista, tiền vệ Lin Lang Minh vì dính chấn thương sau trận hòa 1-1 với U22 Triều Tiên thì U22 Trung Quốc ở đợt tập trung lần này cũng không có sự góp mặt của một số cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu. Trong số này đáng chú ý có cầu thủ Lee Haoran đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Bỉ. Ngoài ra còn khoảng 12 cái tên khác thi đấu ở các giải hạng 2, hạng 3, hạng 4 của các nước ở châu Âu. Tất nhiên không thể khẳng định nếu như có thể triệu tập toàn bộ những cầu thủ nói trên thì liệu rằng U22 Trung Quốc dưới bàn tay của huấn luyện viên Good Hiddink sẽ mạnh lên hay không. Dẫu vậy với một dàn cầu thủ trẻ đang được gửi gắm ở trời Âu,
Rõ ràng là bóng đá Trung Quốc đặt kỳ vọng rất lớn vào việc là sẽ có những bước tiến mạnh mẽ trong thời gian sắp tới. Chỉ có điều cũng cần phải nhìn nhận vào một sự thật rằng nếu chỉ sang châu Âu để lấy tiếng mà không tạo được dấu ấn thì cũng rất khó để các cầu thủ có thể phát triển. Bằng chứng rõ ràng nhất là hậu vệ Yao Daogang, người đang chơi tại giải hạng 3 của Bồ Đào Nha, đã phải nhận không ít chỉ trích khi mắc lỗi và để Hồ Tấn Tài vượt qua một cách dễ dàng trong bàn thua đầu tiên của U22 Trung Quốc. Chính việc cầu thủ này chưa ra sân một phút nào cho đội bóng chủ quản ở mùa giải này nhưng vẫn được lên tuyển đã dẫn tới làn sóng hoài nghi từ dư luận về cách dùng người của huấn luyện viên Woodhiding. Rõ ràng thầy phù thủy người Hà Lan vẫn còn rất nhiều việc phải làm để có thể hiện thực hóa mục tiêu giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020 của bóng đá Trung Quốc. Quý vị và các bạn hãy để lại những ý kiến của mình ở phần bình luận phía dưới video này. Rồng Vàng Bóng Đá xin cảm ơn những ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.